vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Em chào anh Vũ. Chào Minh Châu. Em xin chúc anh Vũ và tất cả quý vị khán giả một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, nhiều niềm vui với người thân của mình. Anh cảm ơn em rất là nhiều. Và anh cũng chúc em cũng như quý vị và các bạn y như vậy nha. Không biết là năm nay anh Vũ làm gì nhân mùa Noel ha? Mùa Noel năm nay thì anh sẽ tranh thủ về sớm nè, ăn cơm với gia đình. Dạ. Anh ơi, em cũng tính vậy á, nhưng mà em chưa biết nấu món gì hết. Anh Vũ nấu gì chỉ em với. Ngày Noel thì chúng ta phải nấu một món gì đó thật là đặc biệt đúng không các bạn? Năm nay tôi sẽ dự định nấu món này rất là đơn giản nhưng mà rất là hấp dẫn các bạn. Đó là món bò cuộn ba rọi sông khói. Thưa các bạn, nguyên liệu để làm món này chúng ta cần chuẩn bị 400g thịt bò phi lê, 100g thịt bò xay, 100g thịt bá rọi xông khói cắt nhỏ, cà rốt, hành tây, cần tây băm nhỏ, tương ớt, rượu vang ly, một số gia vị thông thường và ajiquit bột chiên gà giòn. Bây giờ trước tiên thì chúng ta sẽ xử lý phần thịt bò này trước. Chúng ta sẽ cắt dày 0,5cm nha các bạn. Chúng ta sẽ dần những miếng thịt bò này thành những miếng mỏng. Bây giờ chúng ta sẽ tới phần xào nhân. Chúng ta cho vào đây một ít dầu. Chúng ta cho khoảng 100g thịt ba rọi xông khói vào xào cho thịt ba rọi tươm mỡ nha các bạn. Có phải là để loại bớt cái chất béo của thịt ba rọi xông khói không anh? Không phải mà, chúng ta xào để cho thịt ba rọi tươm mỡ thì như vậy, nhưng chúng ta sẽ thơm hơn, dậy lên cái mùi xông khói. Và một điều đặc biệt các bạn à, sở dĩ chúng ta cho thịt ba rọi xông khói vào trong nhân để giúp cho cuộn thịt bò chúng ta mềm hơn và không bị khô sau khi chiên nha các bạn. Chúng ta sẽ cho cà rốt nè, hành tây và cần tây. Chúng ta xào như vậy nha các bạn. Rồi, thịt ba rọi và rau sau khi xào thơm xong chúng ta chút ra tô. Kế tiếp chúng ta sẽ cho thịt bò xay vào trong đây nha các bạn. Và chúng ta sẽ nêm nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trộn đều như vậy. Anh bây giờ sẽ cuộn những cái cuộn thịt bò này nha. Dạ đúng rồi. Rồi em trộn đều giúp anh. Chúng ta cho một gói Ajinomoto bột chiên gà giòn ra tô như vậy. Đặt một miếng thịt lên trên dĩa, anh sẽ búng nhẹ một ít bột ajiquit. Thưa các bạn, chúng ta chỉ cần sử dụng ajiquit bột chiên gà giòn để giúp cho cuộn thịt bò chúng ta thấm vị, mềm và cũng như là tạo chất kết dính cho cuộn thịt bò của mình. Cho những thịt bò này vào các bạn. Rồi chúng ta chỉ cuộn lại thôi. Đó, chúng ta sẽ dùng tăm, chúng ta ghim sát mí lại nha, như vậy. Rồi bây giờ những cuộn thịt bò chúng ta đã cuộn xong. Bây giờ chúng ta tới giai đoạn là chiên những cuộn thịt bò này thôi các bạn. Cho vào đây một tí xíu dầu. Chúng ta sẽ cho những cuộn thịt bò này vào như vậy. Chúng ta để cho thịt bò vàng một mặt, sau đó chúng ta sẽ chở đều. Đó, vàng một tí xíu vậy nha. Và thưa các bạn, để cho cuộn thịt bò chúng ta được thơm thì chúng ta sẽ đốt với rượu vang đi nha các bạn. Như vậy. Wow. Trong khi chờ cho cuộn thịt bò chúng ta được chín, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn sốt ăn kèm với cuộn thịt bò này. Chúng ta chỉ cần có 3 muỗng canh sốt mayonnaise ajinomoto, 1 muỗng canh tương ớt. Rồi chúng ta chỉ cần trộn đều các bạn. Để em làm cho anh Vũ coi cái chảo thịt bò đi. Rồi bây giờ những cuộn thịt bò chúng ta đã chín rồi các bạn, thì chúng ta sẽ cho ra dĩa thôi. Đây, chúng ta cắt ngắn khoảng độ chừng 2cm thôi các bạn. Mayonnaise và tương ớt anh cho vào trong một bịch bắp bông kem như vậy. Cho lên trên miếng thịt như vậy nha, tăng cường màu xanh cho món ăn mình. Thả một ít cà chua bi, chúng ta cắt múi cao như vậy. Vài cọng rau mầm lên trên. Dạ em cảm ơn anh Vũ. Anh Vũ ơi, cái món này rõ ràng là rất là phù hợp với Giáng sinh. Bởi vì khi mà cắn vào là cảm giác có một cái sự quay quần đầm ấm này đó. Ở phần bên ngoài á, thì thịt bò mềm, mặc dù là vẫn còn có một độ kết dính nhưng mà nó rất là vừa ăn. Cái phần nhân ở bên trong á, thì do được kết hợp từ nhiều cái nguyên liệu đã được băm nhỏ ra nên cũng không phân biệt được cái nào là cái nào hết. Nhưng tụ chung lại là khi quyện vào thì rất là hài hòa với nhau. Cảm ơn em rất là nhiều. Thưa các bạn, đó chính là yêu cầu thành phẩm của món này. Và chúc các bạn thành công và có những giây phút thật là đầm ấm bên người thân yêu của mình. Nếu như quý vị có bất kỳ một thắc mắc nào, hoặc quý vị muốn tham khảo những công thức nấu ăn của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, thì đừng ngần ngại truy cập ngay vào website mongonmoingay.com nhé. Còn bây giờ, một lần nữa xin chúc mừng Giáng sinh, chúc một mùa an lành và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.